Hai, em chào tất cả anh chị em. Lại lên tiếp anh chị em ơi. Hôm nay là hiệp 2 của ngày 20 tháng 2 ha. Tháng 3 chứ quên, sorry. Em lên cho anh em ít bộ đồ bộ trước này. Hiệp 1 là lên đồ bộ à. Cái bộ này là màu đen nha anh em. Đó, em lên một bộ màu đen. Ở bên vai có cái tem cờ này. Con này là hàng của Mỹ nha anh em. Con này size long. Con này là vai 51 ạ. Vai 51 dài 82. Cái này dòng caro anh em ạ. Dòng caro của đồ Mỹ ha. Cái này túi hộp. Hai cái túi áo thì quần áo này còn mới đẹp luôn anh em. Cùng màu tuyệt đối luôn. Cái này của hãng Pupper. Quần 6 túi hộp bụng 100. Quần này nó hơi ngắn nha anh em. Dài chỉ có 74 thôi. Quần 100 mà dài có 74. Đó, đồ mới đều bằng nhau đẹp hết à. Rồi ai đồ mới 98% ai chốt cả bộ này à? Chốt cho em là 703 ngàn. Có hai tem rin đi theo áo nha anh em. 703 ngàn. Ai anh em mà ưng thì ưng bộ này thì cho em một like và gọi điện giúp em số điện thoại 0911 337 139. Em cảm ơn ha. Em có hai bộ màu đen này. Hai bộ màu đen giống nhau luôn. À, bên này cũng cờ cũng quạt như nhau luôn nha anh em. Vai 51. Mẹ ơi, mẹ cho anh coi không? Có. Ha, cho anh coi cái gì? Yeah. Dài 83, vai 51 dài 83. Em làm việc là bọn nhóc nó cứ xin coi tivi á. Đó, nhau luôn ha anh em ha. Cái quần này thì nó bị dơ đây chút không sao đâu. Cái dơ này là gọi là dơ. Dơ như kiểu bụi đất ở đây, bụi đây thôi. Rồi cái bụng là bụng là 96. Bụng 96. Dài 112. Vải caro như nhau hết nha anh em. Quần này thì không phải của hãng Pupper đâu. Mà quần này là của Mỹ, nhưng mà quần này không có tem gì hết này. Có cái tem này thôi ha, không phải tem của hãng Pupper kia. Quần này thì giờ em bán theo giá quần không có tem kia. Mà nếu mà tem của hàng quân đội thì phải có một tem đây và một tem đây này. Tem dưới này không có. Có cái tem trên này thôi. Mà để em xem cái thằng này. Áo thì quần này không biết nước nào anh em ơi. Quần này nó ghi tiếng Anh thôi chứ không có như kiểu của Mỹ mà dân dụng chứ không phải quân đội. Em bán theo giá bộ này là cái dạng dân dụng nha. Rồi ai chốt bộ này lên cho em là 500 ngàn. 500 nha em. Rồi em lên tiếp một bộ multicam này. Quên chưa cởi áo ra. Lên tiếp bộ mũ tích cam cho anh em ha. Đây bộ này thì chống cháy của Mỹ nhưng mà nó mới kèn luôn. Có mã vạch luôn này, có tem. Con này là size áo Simon Reuler à. Áo thì Simon Reuler. Simon thì tầm anh em 60-70kg là bận vừa. Con này là vai 48. Vai 48 mà dài 76 anh em ha. Vai 48 dài 76. Cái dòng multicam này mà tìm một cái size small cực hiếm luôn. Thực sự rất là hiếm luôn. Bộ này cực mới nha anh em. Chống cháy mà được đẹp như thế này thực sự rất là khó. Rồi
quần thì của đặc nhiệm luôn này, quần này của đặc nhiệm luôn ấy. Rồi bụng là bụng 90, áo thì small mà quần là quần medium nha. Lưu ý giùm em nha, người nào ai vừa rồi hẳn chốt này. Dài 112 vì bộ trùng màu và độ mới như nhau cho nên em ghép như vậy ha. Nhưng mà thường Việt Nam mình như vậy là chuyện bình thường. Rồi ai chốt bộ này thì lên giùm em là 881 nha. 881 nha. Bộ này cực đỉnh luôn. Áo cũng của đặc nhiệm luôn này. Được. Nó vừa chống cháy rồi vừa. Nhưng mà lưu ý giùm em, thằng chống cháy này bẩn cực nóng nha. Anh em mà bẩn con này là phải lưu ý này. Vì nó nóng. Nếu như anh em mà bẩn vào một rét thì rất là ấm. Vì nó có chất ni lông. Cho nên là đây một cái bộ multicam vải thường anh em ha. Vải thường thì con này là medium regular. Anh em tầm 70-80kg nhưng mà phải viết vừa vòng bụng này. Vai 50. Vai 50 dài 77. Em like tốt hành nha. Anh em mà mua đồ này thì em sẽ kết bạn Zalo giúp em số điện thoại 0911 337 139. Cái vòng bụng 92 kết bạn rồi là em sẽ cho anh em xem hình ảnh rõ ràng hơn. Dài 106. Bộ này độ mới là tầm 97%, đều màu đẹp. Ai chốt bộ này 780.000 giùm em ha. Cho em một like nếu mà thích bộ này là cho em một like. Rồi chạy qua gọi điện giùm em số điện thoại rồi em sẽ chốt cho này nha anh em ha. Em lên tiếp một bộ sa mạc vải caro nha anh em. Mấy đồ này hàng nào của Mỹ, em nói của Mỹ ha. Size medium short. Medium anh em cũng 70-80kg nhưng mà cái áo này dành cho người dưới 1m7. Vai 50. Dài 80. Ủa short sao 80 rồi. Medium short sao 80. Cái này là lính sa mạc nha anh em. Có hai tem vai, hai tem cổ và hai tem vai này. Hai tem ngực nó gỡ mất tiêu rồi. Hai tem ngực này người ta gỡ mất tiêu rồi nha anh em. Ở đây nó bị xước chỉ một chút. Đấy. Ông nào chôn mất cái cặp tem ngực mất rồi. Rồi. Áo nó thẳng gì nó kiểu mới hơn chút. Cái quần thì bụng 88 căng hết cỡ là 90 trùng size luôn ha. Dài 108, 06, 08 thôi. Rồi, mướt nha anh em. Nói chung là quần thì còn được 95. Quần thì còn được 95%. Áo thì 98%. Áo thì 98%. Rồi. Ai chốt bộ này thì hồi nãy bộ kia bao nhiêu ta? Nó có lệch giá không biết. 903.000 nha anh em. Ai chốt bộ này thì lên cho em 903.000, không có. Em sợ nó có trùng không biết. 903. Rồi. Anh em mà ưng thì cho em một like rồi chốt. Tiếp một bộ multicam nữa, vải thường này nha. Một bộ multicam vải thường nữa ha. Con này cũng medium regular, toàn 70-80kg không à. Anh em small chờ mỏi cả cổ luôn á. Vai 49-50. Dài 76. Vai 49 tới 50, dài 76, vải thường này ha. Vải thường. Quần thì size large, áo thì size medium. Nó trùng màu cho nên em biết như vậy nha. Ai vừa thì chốt này. Bụng là 102, dây chạc đầy đủ nha anh em.
dài 116. Rồi, đều đẹp hết nha anh em, không có lỗi lầm gì hết, 95% trở lên. Bây giờ ai chốt bộ này thì lên cho em là 609 nha. Em bán 609 luôn. Ai vừa bộ này thì chốt cho em 609 ngàn ha. 609 ngàn. Rồi, hàng của Mỹ hết nha anh em. Tiếp một bộ này nữa này. Bộ này thì vải chống cháy. Bộ này là chống cháy, nhưng mà áo còn đẹp luôn ý. Áo cũng size lát reo lơ. Lát thì anh em biết là từ 80 đến 90 kg mới vừa, mà medium thì 70 tới 80 kg. Đấy là số chung thôi nha anh em. Còn điều kiện là phải chuẩn vừa, có người thì trên to dưới nhỏ, có người thì dưới nhỏ trên to, nó khác nhau ha. Cho nên là nói số ký là nói số chung thôi. Vai 51, vai 51 dài 77 ạ. Vai 51 dài 77. Đó, áo thì mới kẽm luôn này. Áo là 19.8% ha anh em. Áo thì 19.8%. Còn quần á, thì tầm 95-96% thôi. Rồi bụng 102 mà căng hết cỡ mới được. 104 nha. 102 thì đẹp hơn. Dài 114. Ai chốt bộ này lên giùm em 600 ngàn. 600 ngàn nha. 600 ngàn mua thì cam, mà 600 ngàn thì nó còn bèo bạt. Một bộ nha anh em. Bộ này mà đẹp lên cả tiền triệu ấy. Nhưng mà cái này to cho nên em bán rẻ anh em này. Em lấy một bộ hải quân nha anh em này. Bộ hải quân ha. Bộ của biển. Con này là size medium roller luôn. Sao form này toàn medium roller không này. Rồi vai 48, medium là anh em 70 tới 80 kg bền vừa ha, dài 75. Chất vải kaki nha anh em. Con này áo có hai cái tem ngực à. Đó, ở sau quần có một cái tem nữa, trùng màu tuyệt đối luôn ha. Con này đều đẹp. Con này tầm 96-97% luôn. Cái bụng của quần này là bụng 84-86, giãn ra 92. Bụng 86 giãn ra 92 nha anh em. Dài 110. Rồi, ai chốt bộ này lên giùm em 699 ngàn. 699 ngàn. Bộ này 699 nha anh em. 699 ngàn. Em có một bộ này này. Không biết từ đâu nó lùi ra đây một bộ. Anh em nhận ra hàng này của nước nào không này? Hàng này là quân đội của Trung Quốc. Vai là vai 51 nhưng mà cái này bẩn rất mát nha. Vai 51 dài 78. Anh em mua mấy cái biệt kích này là của Mỹ này. Nhưng mà con này là biệt kích của Trung Quốc. Mới đẹp luôn. Nói chung là bộ này sao mà nó lọt đâu ra bộ vậy. Đó, áo túi vuông ha. Biệt kích túi vuông của Trung Quốc này, đang còn chữ rõ ràng của Trung Quốc luôn. Bên này có một cái tem. Chất vải này thì cực mát nha anh em. Cực mát luôn. Quần ủa. Sau quần này quần túi chéo. Rồi tiêu rồi. Áo thì áo túi vuông, mà quần thì quần túi chéo này. Anh em nhìn thấy quần túi chéo không? Cái con này mới là hay đây. Đây, quần thì quần túi chéo này. Anh em nhìn thấy nắp đầu to đầu nhỏ chưa? Đầu này to hơn, đầu này nhỏ hơn. Quần thì quần túi chéo mà áo thì áo túi vuông. Chơi luôn. Rồi bụng là bụng 76. Bụng 76 nha anh em. Con này không được 78, bụng 76 thôi.
dài 100. Thì quần đang đẹp, chỉ có bị dơ một chút ở đây này. Đây, nó dính một chút dơ trắng trắng ở đây thôi. Không biết giặt ra hay không, em không biết nữa. Quần thì đều màu đẹp, chỉ có chỗ này là em dán keo lên là không sao đâu nha. Dán này gỡ ra vô tư. Rồi ai chốt cả bộ này biệt kích của Trung Quốc cho em 450.000. Biệt kích vẫn đẹp ấy. 450.000 nha anh em. Này là của lính Trung Quốc đây. 450.000. Em còn có mấy bộ nữa, lên cho hết mấy bộ rồi. Rồi em lên tiếp một bộ này. Trắng đen này, bộ màu trắng đen. Áo này thì áo này em báo cáo anh em là cái tem này em không biết nước nào hết này. Không có khẳng định của Mỹ đâu ha. Nhưng mà vì nó trùng với cái quần cho nên em ghép cho anh em nguyên bộ này luôn. Vai của nó là vai 47 anh em. Vai 47. Dài 75. Chất vải caro. Ồ, cái này không được rồi. Hay là anh em có thích không? Cái này là áo caro mà quần thì quần là vải kaki. Vì em thấy nó giống màu nhau em ghép nha. Còn quần này thì của Mỹ. Của Mỹ nhưng mà China gia công cho Mỹ này. Cái này là bụng 70. Dây chạc đầy đủ nha anh em. Bụng 70. Dài 104. Bộ này ai chốt cả bộ này cho em 300.000. Đều đẹp trùng màu luôn ha. Có cái là quần thì của nước này, áo của nước khác. Hai nước khác nhau. Chốt cho em 300.000. Anh em. Tiếp một bộ này nữa. Sao vậy? Trời ơi, em mà đi ăn hiếp anh hả? Đập ở đâu? Ông coi với ông em. Mình ăn đập anh á. Đập đâu? Đâu đây? Đập trên đâu hả? Mình ăn. Ông đưa lên nạt cái con mình ăn ấy. Con mình ăn hổn lắm. Con nó đập trên đầu anh. Lên tiếp kia con. Đập đập con đâu con. Coi con đó. Dạ. Vai 44 nha anh em. Kiểm tra ông coi dùm con cái trên đầu nó bị gì. Vai 44 dài 73 nha anh em. Chất vải cơ kia con này chuẩn Mỹ luôn nè. Em nó hồn ghê. Hai anh em mà nó đánh nhau cả ngày á. Anh hiền em ăn hiếp. Con này em 55kg là vẫn vừa này nghe. Đó, nguyên bộ này đẹp không? Bộ này đẹp quá. Con này là bụng 78, small luôn. Bộ này đúng small luôn. Trùng chất vải, trùng màu. Dài 108 nha. Quần thì mới kẹn 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 luôn. Áo thì là ít màu trắng hơn quần một chút. Quần màu trắng nhiều hơn. Áo màu nâu này nhiều hơn. Nhưng mà rất là đẹp nha em. Ai chốt bộ này 450 giùm em này. Ai chốt thì cho em like và gọi giùm em số điện thoại ha. Trời ơi, cả ngày ăn cơm là nó đánh nhau. Khiếp khủng. Quần áo này đều của Mỹ hết nha em. Hàng của Mỹ hết. Chuẩn Mỹ luôn. 450.000 nha em. Hai anh em nhớ giặt. Rồi em lên tiếp một bộ bay này. Bộ bay multicam anh em ha. Multicam có loại chống cháy, loại thường và bộ bay này này. Bay thì anh em thấy quần bay là có cái đùi này này. Nhưng mà quần thì 98%, còn áo thì lại bạc. Nhưng mà bẩn con này cực mát nha anh em. Bẩn cái này thì cực mát. Nó đánh anh nhé. Vai 50. Vai 50 dài 81. Hàng của Mỹ nha anh em. Bẩn cái này nó rủ. Và bẩn rất là mát. Cái dòng đồ bay này này. Đồ bay ACU cho tới đồ bay cọp.
và nói chung là về bay là rất là mát luôn. Đây ạ, anh em nhìn thấy không, màu quần thì mới kẽm nhưng mà cái quần này này nó đôn cái miếng đây này. Nói chung là cái lưng này đúng ra là nó nằm ở đây này, nhưng mà ông này ông rộng quá, ông chặt quá, ông mở ra mất khúc. Thì anh em lưu ý giùm em, chỗ này ông cũng cắt mất góc này này. Đó, ông cắt từ đây ra. Khi mà muốn may cái này lại là phải đó, phải trần luôn, như vậy là đẹp luôn ha. Cái này là bụng 90, coi thằng Hào nó có bị gì không mẹ? Con nó bị gì mà nó khóc mãi vậy? Có bỏ vô giùm con với, dài 108 nha anh em. Quần bay hơi bị đẹp luôn, quần mới kẽn luôn này. Đó, giờ ai thích bộ như vậy thì bẩn nha. Chốt bộ này giùm em 1.005.000. Quần bay này bình thường không có rẻ đâu này. Bộ bay này bình thường không có rẻ đâu. 1.005.000. Rồi em lên mấy bộ nữa là em nghỉ nha. Tiếp một bộ sa mạc đá này em. Sa mạc đá ha. Con kia nó lấy gì nó gõ lên rồi đó. Con này là vai 48 nha anh em. Vai 48 và dài 73. Hàng của Mỹ hết ha. Vai 48 dài 73. Cái sa mạc đá này ít khi gặp một bộ lắm này. Áo thì tầm 90. Áo thì tầm 95%. Quần thì 98%. Chín tám phần trăm à. Cái bụng là bụng bụng 80, size mới đẹp chứ. Bụng 80, dài 108. Bụng 80 dài 108. Cái thằng lưu kho là hay có một cái vết ố ố này. Anh em nhìn thấy ở trong này có một cái vết màu vàng vàng ở đây không? Thường mà hàng mà bị tồn lưu kho nó để như kiểu bị dính nước cái gì là nó vàng vàng một đường nha. Anh em lưu ý giùm em à, quần thì mới kẽn luôn á. Nó 98 là độ mới của nó là mới kẽn nha anh em. Nó chỉ có bị một cái vết ố như vậy thôi. Rồi ai chốt bộ này lên cho em 903.000. Không biết có bộ nào có trùng mã không biết nữa. 903.000. Vẫn còn có 2-3 bộ nữa thôi. 903.000 nha anh em. Rồi tiếp một bộ ACU này. Tiếp một bộ ACU nha anh em. Một bộ ACU. Áo này đo cho nó nhanh. Vai của nó là vai 46 small. Vai 46 dài 75. Lên bộ này nữa rồi ta nghỉ thôi. Còn mấy bộ kia bữa nào like. Bây giờ trễ mất rồi. Tới giờ đăng lên cho anh em chốt hàng rồi. Rồi bụng này bụng 92 nha anh em. Bụng 92 vải thường ha. Dài 108. Quần đẹp. Quần áo đều đẹp hết. Chỗ này nó dơ một chút nhẹ nhẹ thôi. Dơ như kiểu dơ đất. Ông này quỳ rồi nó dơ đất nhẹ nhẹ thôi. Rồi ai chốt bộ này 390.000 giùm em à. Ai vừa bộ này thì chốt 390. Rồi em cảm ơn anh em à. Em à. À, anh em nào mà chưa quen, chưa khách mới thì ưng bộ nào với mã là số tiền của nó luôn thì liên hệ giùm em số điện thoại 0911 337 139. Số đó là số Zalo của em luôn thì em sẽ bắt máy, ai gọi trước thì em bắt máy trước. Em cảm ơn tất cả anh chị em ha. Em xin phép chào.